Buổi tập cuối cùng trước trận đấu đầu tiên, ban huấn luyện đội tuyển U20 Việt Nam quyết định cho các phóng viên tác nghiệp trong suốt thời gian kéo dài gần 2 tiếng. Bầu không khí thật sự vui vẻ và sảng khoái. Thông tin chiếc băng tuyển quân được chuyển giao từ Quang Hải trở lại với Trọng Đại là không chính xác. Thậm chí Trọng Đại còn vướng chấn thương nhẹ, chưa rõ có thể ra sân thi đấu hay không. Anh và Thanh Hậu là hai cái tên thực hiện những pha tạt biên, chứ không tham gia tranh chấp để hạn chế va chạm. Một ngày trước trận đấu quan trọng gặp đội tuyển U20 New Zealand, trận đấu ra quân, thì huấn luyện viên Hoàng Tuấn đã cho các học trò của mình tập chiến thuật. Và lúc này thì đội tuyển U20 Việt Nam đang tập chiến thuật tại sân phụ, có khoảng cách là chừng 30 km so với khách sạn. Và trước một đối thủ như U20 New Zealand thì bài tập quan trọng nhất chính là chống bóng bổng. Và trong đó thì thủ môn Tiến Dũng là tâm điểm của những pha phòng ngự. Tôi là Tuấn Anh, phóng viên của Báo Thanh Niên, tác nghiệp tại Seoul, Hàn Quốc. Thủ môn Tiến Dũng có một buổi chiều ướt đẫm mồ hôi, nhưng chắc chắn những bài tập này sẽ rất hữu ích trong trận đấu gặp New Zealand. Trận đấu diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 22 tháng 5. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tiếp trận đấu này theo địa chỉ thể thao.thanhniên.vn.